Xin chào tất cả các chị em xinh đẹp của Na. Trong số các chị em, có ai đang trong tình trạng bắp tay, bắp chân, bắp đùi to không ạ? Có ai trong số chị em gặp cái tình trạng là mở ngấn, mở thừa, đó, mở ngấn hẳn lên trên những cái lớp quần áo mỏng không ạ? Có ai đang trong tình trạng không dám diện bikini khi đi bơi, đi biển cùng với gia đình, với đồng nghiệp, với bạn bè không ạ? Chỉ vì vòng 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 hai ngấn mở cho nên nó đã lấy đi cái sự tự tin vốn có của chị em chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay Na sẽ có một giải pháp để tặng cho các chị em, đó chính là hãy sử dụng cái sản phẩm Lipo Slim Gel, hay còn gọi là gel tan mở Vichy. Đây là một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vichy. Với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như chiết xuất gừng, chiết xuất men, chiết xuất từ cúc la mã, chiết xuất từ jojoba và ô liu, thì cái gel tan mỡ này sẽ giúp tan mỡ ở những vùng đùi, vùng bụng, vùng bắp tay, bắp chân mà không hề nóng rát, không hề gây bỏng da và đặc biệt là không đau đớn và không gây mệt mỏi. Đặc biệt trong gel tan mỡ có hoạt chất Vanille Beauty Adder thì nó sẽ giúp phá vỡ liên kết mỡ từ sâu bên trong, ngăn ngừa tích tụ mỡ trở lại. Đấy. Ngoài ra còn có thành phần Sodium Hyaluronate, đây là một loại muối của axit hyaluronic, nó sẽ giúp sáng da, săn chắc da, tăng tính đàn hồi cho da tại các vùng da cần giảm. Đó. Cách sử dụng Lipo Slim Gel thì rất là dễ ạ. Mọi người chỉ cần lấy một lượng ra tay, sau đấy mọi người thoa lên những cái vùng da cần giảm. Vùng cần giảm, sau đấy mọi người massage cho gel thẩm thấu. Đấy, cái gel này thì có đặc tính là khi mà mình thoa thì mình sẽ cảm thấy rất là mát. Mùi hương rất là dễ chịu. Mùi hương rất là dễ chịu. Sau khi mọi người massage đều rồi, gel nó thẩm thấu rồi thì mọi người hãy dùng màng bọc thực phẩm, mọi người quấn lại cho Na hai vòng nhé, quấn lại hai vòng. Với những bạn nào mua sản phẩm Lipo Slim Gel bên Na thì mọi người sẽ được tặng một cái đai sinh nhiệt Hot Shopper này. Mọi người sẽ được tặng một đai sinh nhiệt Hopper, thì sau khi mà mọi người quấn cái màng bọc thực phẩm rồi thì mọi người đeo cái đai sinh nhiệt này thì nó sẽ giúp tỏa nhiệt, giúp cho gel tan mỡ phát huy cái hiệu quả rất là cao. Đó, để đạt được cái hiệu quả mong muốn thì mọi người chỉ cần làm theo các bước như vậy thôi, rất là đơn giản phải không ạ? Cái này hoàn toàn nằm trong tầm tay của các chị em chúng ta đúng không ạ? Vậy thì bây giờ còn chần chừ gì nữa đúng không nào? Mọi người hãy inbox hoặc là gọi số điện thoại 0167977924 để sở hữu một cái em Lipo Slim Gel này, để mình có một cái vòng eo thon gọn và một vòng eo đẹp thoải mái diện bikini trong mọi hoàn cảnh nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye nha.